Vâng, xin chào mọi người. Hôm nay quá mát mẻ, Hùng lại tiếp tục các cái câu chuyện về giá xe cũ để anh em, bạn bè, quý vị, các bạn có thể tham khảo nhé. Để mình tham khảo để quyết định lựa chọn những cái dòng xe. Mình có khoảng 5-600 triệu thì mình mua xe mới ok, nhưng mình cũng khoảng đấy. Mình mua một xe nhỏ thôi, ví dụ như là 5-600 triệu loanh quanh vào biển xong thì Hyundai Accent nó bé. Nhưng mà 560 triệu chúng ta cũng có thể mua một chiếc Camry 2010, 560 triệu nhá. Tất nhiên là những cái mức giá này này còn phải các bạn đến các bạn có thể thương lượng, bởi vì xe cũ nó có một cái biên độ dao động về giá rất lớn. Và đặc biệt về chất xe nữa thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái mức giá. VVTI, công nghệ van biến thiên quá nổi tiếng của Toyota rồi. Thì đối với một chiếc xe cũ thì cũng như mọi khi thôi, khi xem thì chúng ta phải xem cái form xe nó còn đẹp hay không. Nhìn chung là hầu như những chiếc xe bày bán thì đều được đã chuốt lại rồi, bảo dưỡng rồi, phủ cái này phủ cái kia cho nó đẹp. Nhưng mà khi xem chất xe thì các bạn hãy nhớ nhé, hãy sớ xem từng con ốc, xem từng cái đường keo chỉ, xem những cái điểm mà chúng tôi đã chia sẻ rất nhiều rồi. Chỗ cần có da là vẫn có da, chỗ có gỗ là vẫn có gỗ nhé. Khá là nguyên bản về nội thất, da rẻ, hơi nứt một tí ở đây thôi, không đáng kể. Nhưng mà nội thất phải nói là Camry nội thất đời 2010 nhìn nó vẫn đẹp. Tiếp theo là chiếc Lexus LS430 mà tôi đã giới thiệu rồi, 2006, giá loanh quanh là hơn 600 triệu, cái này không phải nói nữa. Tiếp theo là một chiếc Honda CRV 215, form 215. Đây là một chiếc xe được mệnh danh là cũng là siêu giữ giá. Xe này đang được chào bán với giá là 760 triệu. 215 CR-V, một chiếc xe Nhật chạy cứng cáp. Dòng CR-V thì chạy nó hơi ồn một chút. Bản này bản 2.0. Nhưng các bạn sẽ thấy là đồ của Honda thì cũng khá là chất. Xe nó cũng lành. Đấy, tất nhiên mỗi chiếc xe thì sẽ phải thuộc cái chủ giữ xe nữa. Nhưng mà chiếc xe này về còn chưa kịp dọn nha, các bạn có thể thấy luôn này. Tất nhiên là những cái mức giá này thì chúng ta đều có thể thương lượng. Còn các bạn thương lượng giỏi thì các bạn sẽ được giá siêu tốt. Đấy, các bạn sẽ nhìn vào các cái vị trí như cần số này, rồi vô lăng, vân 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 vân. Các bạn sẽ thấy được chiếc xe, có thể đoán được, với những nhiều người có kinh nghiệm thì có thể đọc vị ra luôn chiếc xe trong vòng khoảng bao nhiêu vạn thì nó như thế, bởi vì họ đã quá thuộc dòng xe rồi. Nhưng quan điểm của tôi với một chiếc xe ấy, thì đừng quá, số km cũng rất quan trọng, nhưng quan trọng người ta phải biết chăm sóc, giữ gìn, bảo dưỡng định kỳ các xe như thế nào. 4 năm rồi mà nội thất vẫn đẹp. Dòng CR-V thì khá là chắc chắn, nói chung chạy là bám. Đấy, sơn siếc là còn đẹp đấy. Cốp thì siêu rộng. Cái đời này thì bị chê cái đuôi nó hơi vảnh, nhìn nó không cân đối lắm, nhưng mà được cái đồ nó rộng đấy. Còn bên này là chiếc Mazda 3 1.5. Mazda 3 1.5 2016. Giá đang chào là 585 triệu. Tôi gọi chiếc này là một trong những chiếc xe dành cho startup về công nghệ, kiểu thế. Lên phát là đóng con Mazda 3 yêu thương, chạy vào việc luôn. Dáng trẻ trung và cũng đẹp. Nói chung là Mazda 3 là chiếc xe cũng đẹp. Các bạn sẽ xem nội thất của xe này. Xe này thì có lẽ là một trong những cái mẫu xe mà được giao dịch trên thị trường nhiều nhất, các cái dòng xe Mazda. Bản này là của Thaco rồi. Nói chung là chạy thì chắc chắn anh em cũng biết rồi, nó khá ồn. chạy không bám lắm, nhưng nói chung về giá và về đồ, về dáng, về thiết kế thì đấy, giá đấy cũng là một trong những cái giá yêu thương. Đó. Nói chung xe này về có thể chuốt lại được hết. Loanh quanh nhá, 580 triệu này, thậm chí 560 triệu này một chiếc Camry 2010. Nhưng nếu không muốn đời quá sâu thì bạn có thể là lên cái dòng đời cao như thế này. Nhưng rõ ràng là form xe hạng C và form xe hạng D nó sẽ là khác nhau. Và tôi đi Camry sẽ khác khi mà tôi phát ngôn là tôi đi Mazda 3. Tôi có nói đời đâu, tôi bảo tôi đi Camry nó cũng khác. Và đây là một chiếc Camry Mỹ. Camry Mỹ thì rất oách, LE. Ngày xưa dòng này nó oách luôn đấy, các cụ là siêu thích con này. 2011 đang chào giá với một cái mức giá là 3,8 con. Dòng này có rất đặc trưng, các bạn sẽ thấy là Camry bản LE là bản tương đối thấp tại thị trường Mỹ, cho nên nhìn cái mâm này, cản này, rồi cả ghế nữa cũng chỉ là nỉ thôi. Nội thất Camry LE thì các bạn lúc nãy có xem một chiếc Camry 2010 Việt Nam lắp ráp ấy, tôi ra Việt Nam lắp ráp vào cái bản Mỹ, ở bản Mỹ nhá, ghế nỉ nhá, vân vân, mà bây giờ vẫn đang được chào với giá là 888 triệu. Thực ra mình nghĩ là nếu như đến đây nhá, các bạn có thể làm được thêm cái giá yêu thương nữa. Bởi vì cái lý do tại sao mà Camry Mỹ nó đắt hơn Camry Việt đấy, thì có một cái lý do như này. Thứ nhất đây là về cái công nghệ, về khung gầm nó khác hoàn toàn. Khung gầm rất quan trọng, tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Khi mà cái khung gầm được chế tạo tại các nhà máy hiện đại ở trên thế giới thì các robot điểm hàn, chất lượng vật liệu nó sẽ rất khác biệt. Còn ví dụ ở đây mà tôi mà cứ bấm bằng cái máy hàn cứ điểm dí này, lúc tôi no thì tôi bấm khỏe, lúc tôi ấy thì tôi bấm như này, nói chung nó cũng nhiều lắm. Hoặc là cái lực siết rồi vân vân, tất nhiên đều có cân lực, nhưng mà xin thưa với các bạn, không gì bằng cái hệ thống robot cả. Đắt đâu có phải là ngẫu nhiên như thế đâu. Đấy, nhiều người nói là bảo về dây chuyền lắp ráp thì chất lượng toàn cầu nó như nhau, nhưng mà xin thưa, chất lượng toàn cầu nhưng mà lại tiêu chuẩn lại phải theo địa phương, cho nên tiêu chuẩn là ở Mỹ nó khác với tiêu chuẩn ở Việt Nam. Nói chung các cái dòng giá xe này thì các bạn có thể làm tham chiếu để đi hỏi thêm ở tất cả những cái điểm nào có bán xe cũ. Như tôi nói rồi, cái xe cũ nó phụ thuộc quá nhiều yếu tố về độ mới, rồi về chất lượng, số km sử dụng, tỷ lệ đồng sơn đến bao nhiêu, có đâm đụng hay không, máy ra vào như thế nào rồi vân vân, nó rất nhiều yếu tố. Cho nên cái biên dao động của một chiếc xe cũ nó khá là rộng, thực sự là vậy. Ví dụ mà tôi lại đang cần tiền, tôi cắt lỗ phát là tôi cắt lỗ sâu luôn. Tôi đang cần tiền nhưng mà tôi không cần thì tôi lại sang chảnh đấy. Ví dụ giá một con là 700 xe cũ của tôi, nhưng mà tôi cần tôi bán 600 cắt lỗ luôn, nhưng mà không cần tôi đòi 750, chả làm gì được tôi cả. Đấy là xe cũ. Ở đây có một bạn 15 tuổi là Highlander, cũng là xe xuất Mỹ, giá là 750 triệu, 2009 nhá, 750, xe Mỹ cứng cáp vô cùng, đang có 7 bản luôn, đèn halogen. Bản này mình làm bản cơ sở thôi. Đấy, nội thất thì nếu mà đã xem Camry rồi thì cũng chả sẽ quen kiểu nội thất của Highlander. Toyota là một hãng xe siêu về việc làm sản phẩm, xin thưa các bạn là vậy. Các bạn, anh camera có thể vào để xem nội thất. Nội thất của một chiếc xe Toyota Highlander, bảo sao Toyota nó cũng thánh giữ giá. Nhựa nhước da rẻ vẫn oách lắm, chưa có bị nhăn nheo quá nhiều đâu, mà xe về lấy về còn chưa kịp đi vệ sinh luôn. 750 tôi có thể mua được một chiếc xe 7 chỗ kiểu như Xpander, giá lăn bánh cộng lên 10% loanh quanh còn chưa đến 750. Ồ, Mazda 3 bản thấp, ok. Nhưng mà khi tôi nói là tôi đi Highlander thì nó có cái gì đấy nó vẫn khác. Mặc dù Highlander tôi mua 10 năm rồi, nghe là vẫn cậu ách xà lách, xe tôi xuất Mỹ, nó cũng khác đấy. Đấy là lý do nhiều người vẫn chọn mua một chiếc xe cũ và đi có thì đêm 2 năm lại đổi. Và đây có một em siêu lướt này, biển còn nguyên nhá, check ra luôn này, Mazda 2.0 CX-5 2.0 2018, 870 triệu. Đêm qua mưa vừa lấy về luôn, còn chưa kịp vệ sinh. 2018 này, nếu mà CX-5 mới 2.0 này tôi nhớ không nhầm là 899 triệu. Đăng ký lên thành hơn 900, khoảng 950 tùy. Giá lăn bánh nó là hơn 900, còn 920, 930, 950 thì tùy từng địa điểm. CX-5 là cũng là một mẫu xe là nhiều công nghệ. Đấy nhá. Xe còn chưa dọn gì luôn. Nó khác biệt với những chiếc xe mà mỗi lần lấy về ở các cái showroom. Được cái anh em ở ATV này thì lấy về thì nhiều khi xe nào cứ để nguyên như thế. Còn nếu mà đưa đi đánh bóng các kiểu thì lại bóng lộn luôn. Nhưng mà thực sự khi mua xe thì phải xem nhiều về khung gầm, về động cơ, về nội thất. Còn cứ chất liệu mà bôi son chát phấn vào thì nó đẹp, một thời gian đi chạy về một tháng nó bay hết những cái chất liệu phủ đấy thì ôi thôi, vết nào lại ra vết đấy luôn. Thì kinh nghiệm là đi xe cũ thì anh em cứ xem được cái xe mà tốt nhất, chủ đâu vừa đánh đến là cũng oách đấy, mình xem được luôn. Đó, một vòng đi chợ xe cũ sẽ giúp mọi người có được cái nhìn tương đối là tổng thể. Ngoài ra thị trường xe cũ thì nó còn vô vàn lắm, 100, 200 cũng có, thậm chí mấy chục cũng có, con từ những năm 90 mấy cũng có, mấy tỷ cũng có, 9 tỷ cũng có xe cũ, 10 tỷ cũng có xe lướt, vân vân. Nó rất là đa dạng và cái biên dao động của xe cũ nó rất là lớn. Hy vọng là những cái số về giá cũng như đời xe nó cũng là một cái thông tin các bạn có thể tham chiếu. Còn quyết định chọn xe mới hay là xe cũ, hay là xe lướt, hay là vừa cũ vừa lướt, hay là vừa mới vừa lướt, vân vân, thì đấy là quyết định của tất cả các bạn. Và chắc chắn rồi, khi xem xong video này thì rất mong mọi người và tất cả quý vị có thể là dành cho Hùng một cái subscribe và một cái rung chuông, thậm chí một cái share cho cái video này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.